Không, nhấn giữ mốt rồi nhấn giữ phím mốt thì nhấn lên V 5 lần. Rồi. Lên xuống. Rồi mốt. Rồi, đợi tí đi. Rồi ok. Rồi đợi nó tí rồi, đúng chưa? Ok. Rồi ok. Channel này đó analog. Rồi ok. Direction của mình từ dưới lên đó, ngược lại, bấm lên bấm xuống đi. Rồi ok, dưới lên. Rồi đúng luôn. Rồi. Rồi bây giờ ra lại analog á, nhấn cái. Rồi. Đó. Tiếp. Đúng nữa là nó có. Đó. Rồi. Công. Nhưng đó, đúng rồi đó, enter đi, em mốt đi. Analog low là không là đúng rồi, còn 2 là 35. Nhấn đi, 35. Mà nhân cho 60 á là nó thành là 2100. Đừng nữa. Đó lên chứ. Hả, xuống chứ, xuống 35 à. 35 thôi. Ok. Rồi. Thôi được, mấy cái này được, cốt off là để một quá. Ok. Rồi vậy thôi. Quan trọng bây giờ là mình không có cái ống để thử nè.